Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục ứng xử tuổi mới lớn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là lứa tuổi đang có sự thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, muốn khẳng định bản thân, đôi khi vì sự hiếu thắng có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy mà việc thực hiện giáo dục pháp luật trong nhà trường là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để đưa pháp luật đến với những công dân trẻ tuổi. Thông qua việc giáo dục pháp luật trong nhà trường, các em cũng được trang bị những kiến thức pháp luật, xây dựng hình thành ở các em lối sống lao động và học tập theo pháp luật. Với vốn kiến thức và ý thức pháp luật được trang bị, các em sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình theo khuôn khổ của pháp luật một cách tự giác. Vậy việc tuyên truyền pháp luật trong các trường học đang được thực hiện như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Một tiết học giáo dục công dân của học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai. Nội dung của buổi học hôm nay nói về quyền trẻ em. Tuy nhiên, nội dung của bài giảng không chỉ dừng lại ở những kiến thức trong sách giáo khoa. Với phương pháp dạy học tích hợp, giáo viên bộ môn đã có sự sáng tạo trong việc thiết kế các hoạt động để vừa truyền tải kiến thức, vừa phát triển các năng lực cho học sinh. Trong tiết học, các em được xem các hình ảnh vi phạm quyền trẻ em, được tham gia trò chơi thú vị qua việc lựa chọn và thuyết trình những hình ảnh liên quan đến bốn quyền của trẻ em, gồm quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Đặc biệt các em được sắm vai trong một tình huống cụ thể có nội dung liên quan đến quyền trẻ em, sau đó đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết tình huống đó. Tiết học thú vị kết thúc bằng ca khúc Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai do cô giáo và các em học sinh cùng nhau hát đồng ca. Đây cũng chính là thông điệp ý nghĩa của tiết học hôm nay. Em rất thích những cái tiết học như thế này bởi vì chúng em có thể tiếp thu kiến thức một cách rất là thoải mái ạ, tiếp thu một cách dễ dàng hơn những cái tiết học mà cò bó bình thường ạ. Qua tiết giáo dục công dân hôm nay thì chúng em đã nắm bắt được là trẻ em chúng em, học sinh chúng em thì có những quyền lợi gì và chúng em được hưởng nó như thế nào, và pháp luật và nhà trường xã hội hiện nay thì bảo vệ trẻ em chúng em, học sinh chúng em như thế nào. Chúng tôi đã tích hợp cái chủ đề tuyên truyền pháp luật trong ôn công dân trong các giờ dạy và sau các hoạt động ngoại khóa, và tôi đã mở rộng cái không gian của lớp học cho các em được thực hành và làm các cái sản phẩm. Làm ra các sản phẩm để các em sẽ vừa là tiếp thu các cái nội dung tích hợp pháp luật và là một trong những cái tuyên truyền tới pháp luật tới cho các bạn và cũng như là mọi người. Một giờ học giáo dục công dân khác tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Lào Cai. Nội dung của tiết học liên quan đến vấn đề phòng chống bạo lực học đường. Rất nhiều thông tin liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường được truyền tải qua tiết học, từ thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và những giải pháp. Tuy nhiên, người truyền tải những nội dung này không phải là giáo viên phụ trách bộ môn, mà hoàn toàn là do các em học sinh tự tìm hiểu trước đó, tổng hợp rồi truyền đạt lại cho nhau. Đặc biệt, các em còn có sự sáng tạo bằng việc tự thực hiện các video clip ghi nhận ý kiến quan điểm của các bạn học sinh và phụ huynh trong trường về vấn nạn bạo lực học đường và cách phòng tránh. Đối với bộ môn học của mình thì nó phụ thuộc vào theo từng chủ đề. Và mỗi chủ đề một tiết học thì sẽ có cái sự lồng ghép từ cái sự liên hệ thực tế của nhà trường, của bản thân, của địa phương và của xã hội. Đấy, gắn với thực tế, lồng ghép để cho các con gắn liền với thực tế để các con lắm hiểu biết được những kiến thức đó và để các con có những cái trải nghiệm, cái cách ứng xử trong cuộc sống để các con có biết cách ứng phó. Cũng là nội dung tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường. Nhưng tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các em học sinh lại được theo dõi một phiên tòa giả định xét xử các bị cáo là học sinh lớp 12 với các tội danh cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Đây cũng chính là hậu quả của một vụ bạo lực học đường. Phiên tòa giả định được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa với đầy đủ trình tự, thủ tục và thành phần tham gia từ chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa, bị cáo, người bị hại, đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của hơn 500 học sinh nhà trường. Phiên tòa đã giúp cho các em nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, đồng thời góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các em. Đây là lần đầu tiên mà em và có thể cũng một số các bạn trong trường được trải nghiệm cái phiên tòa giả định lần đầu tiên. Qua đây thì chúng em cũng thấy được là cái hậu quả
của cái việc mà bạo lực học đường nó như thế nào. Chúng em ở độ tuổi trung học phổ thông thì cũng đã có thể lãnh án và chịu những mức trừng phạt từ pháp luật. Ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai cho thấy, thời gian qua việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh đã được các trường thực hiện bằng rất nhiều hình thức phong phú đa dạng. Ngoài việc đưa nội dung này vào chương trình học chính khóa, thể hiện rõ nhất ở môn giáo dục công dân, các nhà trường còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền khác trong học sinh như tọa đàm, trao đổi, tổ chức hội thảo, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội, ngoại khóa giáo dục pháp luật, các câu lạc bộ pháp luật, tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi về pháp luật đã mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra, các nhà trường còn phối hợp với công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, bộ đội biên phòng và ngành tư pháp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường đã được trang bị nhiều kiến thức liên quan đến các nội dung như phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, luật an toàn giao thông. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại nhà trường không chỉ giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về pháp luật, mà thông qua các hoạt động này, những học sinh có kiến thức pháp luật tốt sẽ trở thành những tuyên truyền viên trong việc phổ biến đến gia đình, bạn bè cùng nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc. Các thầy cô đã tuyên truyền với chúng em qua những hình thức như là trong những giờ chào cờ, và trong trường nhà trường em thì có cả câu lạc bộ tuyên truyền. Các thầy cô đã cùng các bạn tuyên truyền cho chúng em qua từng giờ học, giờ sinh hoạt lớp nữa. Và những kiến thức ấy thì chúng em đều rất dễ hiểu. Em đã học được về luật như là an toàn giao thông, luật về giờ giới tính, quyền trẻ em, cũng như là luật tránh được bạo lực học đường. Trong thời gian qua thì cái hiệu quả của việc làm này cũng đã được thể hiện rõ rệt. Trong năm học trước đây và trong năm học này thì nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật và thực hiện tốt cái việc an toàn giao thông. Qua các cuộc thi về tuyên truyền phổ biến pháp luật ấy, nhận thức về việc pháp luật thì nhà trường cũng rất là có nhiều học sinh tham gia và đã đạt được những kết quả đáng kể. Trong nhiều năm học gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Chính vì vậy, nội dung này được các đơn vị trường học trong toàn tỉnh thực hiện thường xuyên. Ủng hộ ngành giáo dục, công an tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực hưởng ứng và tham gia. Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp nhiều thông tin như tình hình an toàn giao thông, kỹ năng và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, các hành vi xử phạt khi vi phạm như uống rượu trong lúc lái xe, không có bằng lái xe. Để buổi tuyên truyền thêm lôi cuốn, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông còn đặt những câu hỏi tình huống, trò chơi liên quan đến nội dung tuyên truyền cho học sinh. Có đó, các thầy cô giáo và các em học sinh nhận thức đầy đủ về nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh, nhắc nhở các em học sinh thực hiện tốt những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và trong đời sống hàng ngày. Qua buổi tuyên truyền thì bọn em đã được củng cố thêm về kiến thức để tham gia giao thông ạ, và được biết thêm về nhiều biển báo giúp cho bọn em khi tham gia giao thông sẽ được tốt hơn. Thì các bác còn phát cho bọn em mỗi người một quyển cẩm nang an toàn giao thông ạ. Thì cái đấy sẽ giúp bọn em nếu mà quên thì có thể mở ra đọc. Còn thông qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em mong là các bác, các chú sẽ tới và tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho bọn em hơn. Chúng tôi thì vẫn thường xuyên hàng năm cứ đến đầu năm học thì được sự phân công của chỉ huy đội cảnh sát giao thông thì chúng tôi thường xuyên tổ chức đến tuyên truyền các điểm trường, nhất là trường trung học phổ thông cơ sở, giúp các em nhận biết được cái việc chấp hành đèn tín hiệu cũng như là chấp hành các biển báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông, nhất là khi các em tham gia giao thông khi đến ngã ba, ngã tư, nơi đường giao nhau với đường ưu tiên thì các em phải làm gì, và khi chuyển hướng thì các em phải nhường đường cho các xe đi ngược chiều. Có thể nói trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đã có nhiều giải pháp tích cực được thực hiện, hướng đến giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả lâu dài, thì công tác giáo dục pháp luật cho học sinh cần phải hướng nhiều hơn đến việc giáo dục thái độ và hành vi tự giác thực hiện pháp luật. Muốn làm tốt công tác này, thì ngoài việc giáo dục trong nhà trường, cần có sự phối hợp một cách chặt chẽ, hiệu quả của gia đình và xã hội. Có như vậy không chỉ hạn chế được hiện tượng học sinh vi phạm pháp luật, mà về lâu về dài sẽ hình thành được những công dân tốt, có ý thức kỷ luật cao, có hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Chuyên mục ứng xử tuổi mới lớn tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.